Theo dân gian, những nhà đã cạn phước đức sẽ xảy ra những hiện tượng kỳ lạ. Đó là dấu hiệu của việc tai ương sắp đổ xuống. Chó trắng mũi đỏ là một loại tai ương như vậy. Ông ấy đã chết nhầm ngày. Hắc đạo thiên lao, ai đó trong gia đình an táng đúng giờ ngọ ngày nhâm tuất là chí âm, nên đã tạo ra điểm xấu, thậm chí đã có dấu hiệu của ngạ quỷ.